Vậy đi xin lỗi cô ấy ngay. Đi xin lỗi cô ta đi. Vợ là làm thế? Vợ không làm. Anh thay mặt vợ anh xin lỗi em nhé. Có. Mức độ là quan hệ đồng nghiệp. À, anh này. Ừ. Nay cảm ơn em nhé. Rồi rồi rồi, chuẩn bị đến rồi đấy. Mẹ có biết làm sao không? Mẹ buồn lắm con ạ. Mẹ buồn lắm. Bà chứa con quá. Mẹ làm sao con? Mẹ bị khóc. Ghép con. Ghép con à? Ghép của con. Vợ đi xin lỗi người ta đi. Vợ không sai. Tại sao vợ lại làm như thế? Vợ không làm. Thế sao vợ lại đánh cô ấy? Vợ không đánh cô ta.
Thực chất là bây giờ vợ đi xin lỗi cô ta đi. Cho vợ đi xin lỗi cô ta đi. Vợ không sai, vợ không đánh cô ta. Vợ không việc gì phải xin lỗi cả, không hiểu không? Ba nhìn thấy vợ đánh cô ta, đi xin lỗi. Ba nhìn thấy như nào? Ba nhìn thấy vợ đánh cô ấy. Vợ không đánh. Chồng bênh cô ta cái gì? Nhưng mà cô tình cảm với nhau đúng không? Cô ấy có cái có làm sai chuyện gì không? Cô ta vợ là người trước. Sai trước nhưng mà phải đi xin lỗi cô ấy. Ừ được rồi, vợ sai được chưa? Cô ta thách thức vợ đấy. Vợ yêu với cô ta thì đi đi, cút cho khỏi nhà tôi. Vợ đi xin lỗi cô ấy ngay. Vợ nói mẹ một lần cuối cùng, vợ không đánh cô ta. Vợ càng ngày còn quá đáng rồi đấy. Chồng không tin vợ đúng không? Thì chính mắt ba nhìn thấy thì ba nhìn thấy thì là sai à? Anh không tin tôi thì anh đi ra khỏi nhà tôi đi và đi lấy mấy cô ta đi. Đi xin lỗi cô ta đi. Không bao giờ. Đi cùng tôi, đi xin lỗi cô ta. Không bao giờ. Em cả ngày còn quá đáng lắm rồi đấy. Tôi không quá đáng. Chúng tôi với cô ấy chỉ là quan hệ đồng nghiệp, không có chuyện gì cả mà cô lại làm dù ba chuyện đấy lên là như thế nào? Cô đến tận nơi cô còn đánh cô ấy là như nào? Hai người còn tình cảm với nhau đúng không? Vấn đề là không phải chuyện tình cảm. Không phải chuyện tình cảm, sao cô ta lại làm như vậy với tôi? Sao cô ta lại thách thức tôi làm gì? Hai người còn tình cảm với nhau đúng không? Không còn tình cảm thì sao cô ta lại làm như vậy với tôi? Sao cô ta lại thách thức tôi? Đi. Đi cùng tôi đi xin lỗi cô ấy. Anh làm gì ấy hả? Đi cùng tôi đi xin lỗi cô ấy. Đi. Vì cô ta mà anh to tiếng với tôi đúng không? Vì cô ta mà anh to tiếng với tôi như này đúng không? Cô sai thì cô phải biết đi xin lỗi người ta. Đấy là công trường. Vợ đi ra có phải là nơi vợ đấy đến đấy để vợ chửi nhau ở đấy không? Đánh nhau ở đấy không? Vì cô ta mà anh muốn phá hủy hạnh phúc gia đình của mình đúng không? Rồi anh cũng chỉ để thế là cùng thôi đúng không? Đi. Đi. Tôi không sai, tôi không phải đi đâu cả. Anh đang làm này, anh đang muốn phá hủy hạnh phúc gia đình của mình, anh có biết không? Không đấy. Chồng bênh cô ta cái gì? Nhưng mà cô ấy cả với nhau đúng không? Cô ấy có cái có làm sai chuyện gì không? Em không được đánh. Cô ta là cô ta ăn vạ. Anh phải biết nhìn nhận sự việc chứ. Nhưng mà chính tôi nhìn thấy. Đi xin lỗi cô ta đi. Tôi không sai. Mẹ bị khóc. Mẹ bị khóc rồi. Tôi không ngờ vì cô ta mà anh về anh mắng tôi. Tôi không làm gì sai cả. Mẹ bị khóc, bác bị mắng. Mắt. Em khóc có giải quyết được cái gì? Em làm sai chả lẽ khóc lên là em chuyển thành là người đúng à? Em không sai. Em không làm gì sai cả. Chả nhẽ bị cô ta mà anh quay lại mắng em như vậy sao? Nhưng mà anh chỉ muốn em đi xin lỗi cô ấy thôi. Em không được đánh cô ta. Em không được đánh. Cô ta là cô ta ăn vạ. Anh phải biết nhìn nhận sự việc chứ. Nhưng mà chính tôi nhìn thấy cô đánh cô ấy. Em không được đánh. Vẫn cần không được đánh. Sao con? Cần không được đánh mẹ. Ừ, ba không đánh mẹ đâu con ạ. Mẹ xin lỗi con nhé. Ba xin lỗi con. Ừ, mẹ xin lỗi con. Ba cần khóc. Mẹ khóc. Con à, ba đi làm, con ở nhà với mẹ ngoan nhé. Tốt nhất là em nên đi xin lỗi cô ấy một lời. Cô ấy là sếp của tôi. Em đã nói rồi, em không sai. Em làm như vậy là em không nên.
đó là nơi công trường, là nơi làm việc, và em lại đến gặp cô ấy rồi em lại mắng cô ấy, đánh cô ấy. Em thật thất vọng vì anh. Giữa chúng tôi không có chuyện gì cả. Em thật thất vọng vì anh. Tiếng mẹ vui khóc. Sao đấy con? Không nghe. Con bảo gì? Bảo không nghe. Được rồi, thế ba không quát mẹ nữa nhá. Rồi, chúng ta không cãi nhau nữa. Dạ. Dạ dạ. Đi nữa thì cùng ba đi ra công trường gặp cô ấy, sau đó là nói lời xin lỗi cô ấy một câu nhé. Tôi không nói nhiều nữa đâu, tôi chỉ nói như thế một lần nữa. Em không làm gì sai. Bây giờ có thể anh chưa tin em, nhưng mà thời gian sẽ chứng minh tất cả. Tốt nhất là trước mặt các con chúng ta không nên cãi nhau. Chúng ta tốt nhất là không nên cãi nhau trước mặt các con. Rồi sự thật như nào thì sẽ có ngày chồng hiểu thế thôi. Và thất vọng về chồng lắm. Rồi sẽ có ngày chồng người hiểu vợ thôi. Có lẽ mình nên gọi cho cô ấy, xin lỗi cô ấy thay vợ mình. Dù gì chuyện hôm qua thì cũng là vợ mình sai. Cô ấy lại là sếp của mình nữa. Alo, alo Duyên à? Ờ, chuyện hôm qua là vợ anh sai, anh thay mặt vợ anh xin lỗi em nhé. Không sao đâu anh. Anh không phải xin lỗi chuyện đấy đâu, mà vợ anh cũng không phải xin lỗi em về chuyện đấy đâu. Anh thay mặt vợ anh xin lỗi em nhé. Chuyện hôm qua thì vợ anh làm điều như thế là không đúng. Không sao đâu anh ạ. Mà vợ anh cũng không phải xin lỗi em đâu. Thôi mong em thông cảm nhé. Thực ra là anh cũng không mong muốn chuyện đấy nó lại xảy ra mức độ như thế. Rồi rồi, anh cảm ơn nhé.
đâu. Anh nói. Đây nhá, nằm đây nhá anh. Con nằm đây nhá. Trông con nhá. Ba đi làm đây. Nhớ đấy, ở nhà trông con đấy nhá.
ngày đã bắt đầu đổ móng xong rồi. Cái chất lượng vữa này thì cũng tương đối ổn rồi. Mai bắt đầu lên tượng. Ừ, đúng rồi, mai em cũng cho thờ. Đồ thợ này làm cũng khá ổn đấy bác. Ừ. Cái này thì ngày mai mình sẽ cho anh em đến xong lắp đất đi, được dầm luôn. Dầm luôn. Đó được khoảng 2 hôm rồi. Cái bêu ga này thì ngày mai cho thợ đến lấp luôn đi, lấp luôn đất ở đây đi. Cho làm luôn hệ thống ống luôn nhà kia. Thế là cũng khá ổn rồi đấy. Phải 5 nhưng 3.5. Em xem có đúng bản thiết kế chưa? Rồi, ok rồi đấy. Đây có một số vấn đề anh cần phải nghiên cứu lại nhé. Đây ví dụ như cái phòng này cần phải thêm thắt một số phụ kiện nữa.
còn cái gian phòng khách nữa. Đấy, anh về anh xem lại nhé. Em muốn gì? Em muốn gì được không? Anh một chiếc nước chanh leo với trà sữa. Hai trà sữa. Dạ thì một phần là cũng muốn gọi em ra đây để nói về cái chuyện hôm qua. Anh thay mặt của anh xin lỗi em nhé. Không có gì đâu anh ạ. Với lại căn bản thì anh nhắn của anh đấy thì cũng chuyện nhỏ bình thường, không sao. Anh không phải nghĩ ngợi về vấn đề đấy đâu nhé. Nói chung là vợ anh làm như vậy là không đúng. Không sao đâu mà. Chỉ là một chút hiểu nhầm thôi. Anh cũng đừng quá suy nghĩ quá, làm gì. Nhưng giờ tập trung vào công việc. Mình hoàn thành các công trình nữa. Chứ nhiều việc thì lại ảnh hưởng đến công việc lại sợ vấn đề. Đừng buồn nhé, em không để bụng đâu. Mọi chuyện cho nó qua đi. Rồi. Anh cũng mong có dịp nào đấy vợ anh và em sẽ nói chuyện với nhau và hai người sẽ không hiểu nhầm nhau nữa. Ta chỉ là đồng nghiệp, anh cũng không muốn có chuyện gì xảy ra, anh không muốn vợ anh phải hiểu nhầm. Nhưng em lại không muốn dừng ở mức độ là quan hệ đồng nghiệp. Thôi mà chuyện quá khứ thì hãy để nó qua đi. Bây giờ chúng ta chỉ là quan hệ đồng nghiệp. Em cứ về đi. Mình đây cho bản vẽ anh chị mình xem lại nhé. Tiền đấy. Của anh hết 65.000 ạ. Ok.
Được lương rồi á em. Sao em cho anh nhiều thế? Không nhiều đâu anh, đấy là một phần là công sức của anh, với là anh làm cũng tốt mà. Thế là công ty thưởng thêm. À thế thì anh cảm ơn em nhé. Đây, qua anh chuẩn bị dừng lại đi. À, cứ đi đi, cứ đi qua đi một tí, đi đi một tí, một tí, xuống ngay chỗ đầu dốc kia là nhà Lưu Vẽ của anh. Ba về nhà rồi, ba đi làm về rồi.